còn ông này lên làm chứng đầu rất nhiều tóc. Mới đó củ hành là anh thiên hạ đây. Ông chia sẻ cho mọi người biết ông tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu? Dạ thưa cha, con tên là Bùi Xuân Vũ. Nguyên quán thì cũng ở đâu, có gì ở đây? Ở bìa anh bao nhiêu tuổi? Dạ con sinh năm 1953. Thì bản thân con hiện nay là một bổn đạo tông tòng, mới được Chúa gọi về. Còn lịch sử cuộc đời thì có nghĩa là người ta gọi là cái loại tứ đối tượng. Có nghĩa là xã hội nó biến động, hoặc có những cái gì đó người ta làm được con cũng làm được. Nhưng có một điều là con không làm những việc đối với những người, ví dụ như trong công đoàn đây thì con không làm. Con làm là làm những việc lớn. Ví dụ như nếu đang trộm thì phải phá kho của nhà nước. Tội ăn trộm nhỏ mà ăn trộm lớn không à, thưa anh chị em. Và anh đã được ơn của Chúa là quay về với Chúa là như thế nào? Chia sẻ cho mọi người biến cố nào làm anh quay về với Chúa. Dạ cảm ơn Chúa thương xót. Thì thành thật nếu trong cuộc đời của con nó như thế, nhưng thực tế nói về tính chất phong trần thì cũng không ai bằng. Có nghĩa là theo cái luật thì người ta bảo có tài thì chắc cũng lắm tập. Có nghĩa là người ta làm được việc gì thì con cũng làm được việc đó. Nhưng nếu nói về luật trừng phạt, mà nếu nói theo tinh thần trong phúc âm, Chúa dạy rằng bay làm gì ta sẽ đóng cho bay cái đó, thì chắc cái đó là điều con chấp nhận Chúa phạt con. Thế nhưng rồi do hoàn cảnh vợ con thì ốm đau, mà mộng của cuộc đời làm trái thì cũng mộng đến trời say, chứ không phải chuyện vợ. Khi con từ Phú Thọ vào thì vào đến Lâm Đồng, có nghĩa là bàn tay con thì cũng có nghĩa là cầm dao phát cua rất nhiều đất. Sau đó ai thích thì cho, ai cùng làm thì hưởng. Có nghĩa là rồi bán được bên đâu thì bán, cho ai thì cho, miễn là làm sao có được bữa ăn hàng ngày. Còn việc làm lao động thì vợ con nó yếu. Bởi thế cho nên là vừa rồi đây, nếu nói vào hồi tháng 10 năm 17 thì do một căn bệnh mà vợ con được vào chỗ nhà dòng Trương Vương, hiện nay con ở Di Linh, giáo xứ Tân Phú. Thế thì được các gì chạy chữa, rồi cũng cộng hưởng trên cái tinh thần khuyến đạo. Nhưng thực tế các gì lại sợ nhất con, bởi vì sợ nó cứng lòng. Nhưng đến lúc khi sự việc xảy ra thì không ngờ là tất cả mọi việc mà con hành động cho đến hôm nay có được, con xin tín thác ở nơi Chúa. Nhưng đồng thời cũng thấy được một việc là mọi việc thánh ý Chúa đã định. Còn trước đó thì nhiều người cũng biết đạo, nhưng thành do điều kiện hoàn cảnh, do điều kiện thế này thế khác thì con cũng chưa theo nổi. Giờ con đã tuyên xưng với cộng đoàn đấy, con là một Kitô hữu, và trên tinh thần sống đạo thì luôn luôn tín thác nơi Chúa. Thưa chị em, một người sinh năm 53, quyết là mình là 65 tuổi và mới quay về với Chúa được mấy năm? Dạ báo cáo với cha, chắc từ tháng 10 năm ngoái đến bây giờ là tháng 4 rồi. Mới chưa được một năm. Thưa anh chị em, mà cứng như vậy, cứng như vậy mà bây giờ thì đã được Chúa hoàn toàn biến đổi để mà tuyên xưng vào lòng thương xót của Chúa. Hôm nay mạnh dạn lên đây nói với chúng ta là người lắm tài cũng nhiều tật, mà xã hội làm cái gì thì con cũng làm cái đó. Họ làm một thì con phải làm 10, họ ăn cắp một cái xe thì con phải ăn cắp 10 cái xe, họ chích một mũi thì con phải chích 10 mũi, họ có một vợ thì con phải có. Dạ không có. Tôi phải tăng cho anh cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Xin Chúa chúc lành và nhìn chữ ảnh người lãng tử. Rồi mời